Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu dây từ chiếc mixer kỹ thuật số xuống amplifier đơn giản nhất. Subscribe video, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu nối mixer kỹ thuật số xuống amplifier đơn giản nhất. Các bạn có thể thấy đây là những ngõ xuất ra âm thanh của mixer kỹ thuật số bằng jack Canon. Thì thường Huy sẽ lấy tín hiệu từ hai ngõ R và L. Ngõ này ngõ sub, ngõ center, ngõ subround, trái phải, hai loa sau này hai loa trước thì mình lấy hai loa trước. Các bạn phải có đầu tiên các bạn phải có là hai dây jack Canon ra đầu AV thì ta mới kết nối được với amply các bạn. Thì trước tiên á mình sẽ hướng dẫn đầu amply trước rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu dây vào sau. Các bạn thấy amply nè. Amply các bạn thấy ngõ input A và B thì thường các bạn sẽ dễ bị nhầm là kết nối vào đầu input A và B. Kết nối đầu input A và B này cũng được nha các bạn, nhưng khi các bạn kết nối vào á thì các bạn vẫn có thể chỉnh được amply của mình. Hiện đây mình hướng dẫn các bạn cách kết nối. Mình sẽ không chỉnh amply và cái amply của mình sẽ thay thế đó chính là thành một cái cục đẩy. Mình sẽ không chỉnh nữa, tất cả các tín hiệu vào và xử lý tín hiệu là qua cái đầu mixer này hết, nó sẽ hay hơn. Các bạn thấy đây là cái ngõ này, ngõ cầu nè. Bạn thấy là line input nè, các bạn rút ra cho mình, rút ra. Mặc định lúc nào A cũng là cái ngõ vào và B ngõ ra, các bạn có thấy nè, B nó để chữ L và R ra là tín hiệu ra. Là khi mình cho tín hiệu vào đây thì các bạn có thể xuất thêm một tín hiệu ra một âm ly khác. Các bạn thì đây hai dây cắm vào ngõ xuất ra của mixer R và L. Còn hai dây còn lại, hai cái đầu còn lại, đầu Canon, đầu AV thì bạn cho vào tín hiệu vào. Thì lúc này cái amply của mình sẽ giống như cái cục đẩy, hoặc gọi là cái men. Nó chỉ có nhiệm vụ là quét đại công suất ra loa thôi. Lúc đó các bạn có thể điều chỉnh nhạc hoặc là micro trên mixer. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Vậy mình đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách kết nối mixer kỹ thuật số xuống amplifier. Các bạn thấy hai dây vẫn còn lủng lẳng. Các bạn có còn thắc mắc hoặc là muốn biết thêm chi tiết có thể gọi đến số hotline của mình hoặc comment bên dưới. Từ đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Đừng quên nữa, nhớ like và subscribe kênh của mình nha.